Kính chào quý vị đang đến với chương trình Tiêu điểm Kinh tế phát sóng hàng tuần trên kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VTV. Thưa quý vị, như chúng tôi đã đề cập trong các số của chương trình Tiêu điểm Kinh tế vừa qua, thì phương án tăng lương tối thiểu vùng năm 2019 đã được quyết định và sẽ được Hội đồng Tiền lương Quốc gia trình lên Chính phủ để quyết định mức tăng lương năm 2019. Mặc dù con số này không cao hơn năm 2018 là 6,8%, song tăng lương luôn là bài toán khó với doanh nghiệp. Trong khi sức tiêu dùng hiện nay không tăng thì không thể tăng lương vì sẽ ảnh hưởng đến giá thành sản phẩm. Hơn nữa, với mức lương tối thiểu tăng làm tăng các khoản đóng bảo hiểm xã hội, kinh phí công đoàn tăng theo. Tất cả những vấn đề này sẽ được chúng tôi tiếp tục đề cập trong chương trình Tiêu điểm Kinh tế tuần này. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Từ khi Hội đồng Tiền lương Quốc gia được thành lập, mức tăng hàng năm do ba bên đại diện chủ sử dụng, đại diện người lao động và cơ quan quản lý nhà nước sẽ cùng thương lượng và thống nhất. Năm 2019, tại phiên họp đầu tiên về phương án tiền lương tối thiểu vùng năm 2019, đại diện chủ sử dụng lao động và người lao động đã bất đồng quan điểm bởi các mức tăng lương đưa ra chênh lệch quá lớn. Theo đó, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đưa ra phương án tăng 8%, còn Cơ quan Bảo vệ Người lao động, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI, đại diện giới chủ sử dụng lao động lại cho rằng không nên tăng lương tối thiểu vùng nhằm bồi dưỡng sức doanh nghiệp, dồn sức để đào tạo và nâng cao tay nghề của người lao động trong doanh nghiệp. Trong phiên thứ hai, các bên đã thảo luận để làm rõ các số liệu căn cứ để xác định mức sống tối thiểu. Tuy nhiên, đại diện các bên đều chưa tìm được tiếng nói chung. Cụ thể, Tổng Liên đoàn Lao động vẫn giữ nguyên quan điểm tăng lương tối thiểu vùng năm 2019 phải ở mức 8%. Đại diện VCCI cũng đồng ý sẽ tăng lương nhưng chưa đưa ra phương án cụ thể. Ngày 13 tháng 8, Hội đồng Tiền lương Quốc gia đã họp bàn phiên thứ 3 về lương tối thiểu năm 2019. Theo đó, 15 thành viên của Hội đồng đã thống nhất với phương án điều chỉnh lương tối thiểu vùng năm 2019, mức bình quân tăng 5,3% so với năm 2018. Dù đã được quyết định, song mức tăng này vẫn không nhận được đồng thuận của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, đại diện cho người lao động, và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, đại diện cho giới doanh nghiệp. 5,3% là Hội đồng đã chốt cuối cùng để trình Chính phủ. Tuy nhiên, chúng tôi cảm thấy không hài lòng về cái mức tăng này, bởi vì trong suốt quá trình đàm phán, chúng tôi đã phân tích những cái dữ liệu liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, liên quan đến năng lực cạnh tranh, liên quan đến chi phí kinh doanh tăng cao, và đại đa số các cái hiệp hội doanh nghiệp và doanh nghiệp có hoạt động sản xuất kinh doanh đều mong muốn là chưa nên điều chỉnh lương tối thiểu trong năm 2019 này. Mặc dù Tổng Liên đoàn chưa hài lòng với 5,3% vì những lý do mà nếu bạn biết đấy, công nhân lao động của chúng ta hiện nay rất khổ, làm việc thì dài, làm việc thì nhiều, nhưng mà đời sống thì khó khăn. Thậm chí có nhiều công nhân lao động ấy, tôi nói là nhiều nhé, nhiều công nhân lao động ở các khu công nghiệp ấy phải gửi con về quê nhờ ông bà trông nom hộ, chứ họ không dám nuôi con. Đấy, vì có những cái lý do là đời sống của họ không đủ, họ lại kéo theo cả người con phải sống với họ trong cái cuộc sống cam khổ như thế. Và trong cái khảo sát của Viện Công nhân Công đoàn chúng tôi đấy, thì số lượng những công nhân lao động mà sống vừa đủ theo cái hiểu, theo nghĩa là nghĩa mà tăng tiện để chi tiêu thì có thể lên tới khoảng gần 80%. Như vậy, tính theo các vùng quy định, mỗi lao động được tăng thêm từ 160.000 đến 200.000 đồng trên tháng. Cụ thể, theo phương án này, mức lương tối thiểu năm 2019 với vùng 1 sẽ là 4,18 triệu đồng, tăng 200.000 đồng, vùng 2 là 3,71 triệu đồng, tăng 180.000 đồng, vùng 3 là 3,25 triệu đồng, tăng 160.000 đồng, và vùng 4 tăng thêm 160.000 đồng lên mức 2,92 triệu đồng. Thưa quý vị, dù năm 2018 tình hình kinh tế đã có nhiều khởi sắc, tuy nhiên hiện nay các doanh nghiệp vẫn gặp rất nhiều khó khăn về thị trường lao động, môi trường kinh doanh và các yếu tố khác. Trong bối cảnh đó, quyết định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng năm 2019 ở mức 5,3% sẽ giảm khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp. Với 3.000 lao động, đại diện doanh nghiệp dệt may này cho biết, chi phí tiền lương và chi phí tiền bảo hiểm cho người lao động là hai trong nhiều khoản chi phí lớn nhất của doanh nghiệp hiện nay. Và cái việc vấn đề tăng lương tối thiểu vùng ấy thì sẽ các doanh nghiệp sẽ phải, đặc biệt là các doanh nghiệp mà sử dụng nhiều lao động thì sẽ phải chi một cái khoản rất lớn để trả cái tiền bảo hiểm xã hội. Và khi tăng lương tối thiểu vùng thì các cái mặt hàng thiết yếu, các cái chi phí khác cũng lần lượt sẽ tăng lên. Cùng cảnh ngộ, doanh nghiệp dệt may này cũng cho rằng việc tăng lương và tăng ở mức 5,03% sẽ là một gánh nặng lớn cho doanh nghiệp. Cái khó khăn đối với doanh nghiệp đó là cái tiền đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động cũng sẽ tăng theo cái mức tiền lương tối thiểu, vì tỷ lệ hiện nay chúng tôi đang phải đóng cho người lao động là khoảng người lao động phải đóng là 10,5% và doanh nghiệp phải đóng là 22%, và đây cũng là một trong những cái tỷ lệ nó tăng thêm. Ví dụ như điển hình riêng cái năm 2010
15 so với năm 2014 thì tổng cái tiền đóng bảo hiểm của chúng tôi là tăng khoảng 27 tỷ đồng và tăng tương đương là 38%. Còn cái những cái mức tăng về sau thì nó bớt hơn. Nhưng nếu mà so sánh cái con số của năm 19, mức đóng bảo hiểm năm 19 so với năm 2015 thì cái quỹ tiền cái quỹ mà phải đóng bảo hiểm xã hội mà tổng công ty 10 phải đóng cho người lao động chứ chưa kể cái phần người lao động phải đóng là cũng tăng khoảng 40 tỷ đồng so với năm 2015. Tăng lương luôn là bài toán khó với doanh nghiệp, bởi trong khi sức tiêu dùng hiện nay không tăng thì không thể tăng lương vì sẽ ảnh hưởng đến giá thành sản phẩm. Hơn nữa với mức tăng lương tối thiểu tăng làm tăng các khoản đóng bảo hiểm xã hội, kinh phí công đoàn tăng theo. Nếu mà chỉ có lương tối thiểu không thì có thể rằng là cũng có thể chịu đựng được. Tuy nhiên là doanh nghiệp cần phải còn phải làm một cái sứ mệnh khác, tức là cái sàn để tính cái mức đóng liên quan đến bảo hiểm, liên quan đến phí công đoàn. Cho nên là những việc đây cũng là một cái chi phí không hề nhỏ và doanh nghiệp cũng phải tính toán sao cho đáp ứng được. Đây như tôi nói ban đầu là một cái sức ép không hề nhỏ đối với chủ doanh nghiệp. Không chỉ có vậy, việc tăng lương liên tục trong nhiều năm qua trong khi năng suất lao động không tăng kịp với mức tăng lương và rất nhiều so với các nước trong khu vực cũng khiến cho doanh nghiệp giảm sức cạnh tranh của doanh nghiệp. Năng suất lao động bình quân giai đoạn năm 2011 đến năm 2017 là 4,7%, trong khi lương tối thiểu vùng tăng bình quân giai đoạn năm 2008 đến năm 2018 đối với các doanh nghiệp trong nước là 20,4%, đối với các doanh nghiệp FDI là 14,4%. Tiến đến năm 2019, tăng so với năm 2018 là đã chốt rồi. Là tăng 5,3%, cộng tổng lại trong 5 năm là tăng 45,8%. Nếu năng suất người lao động, bởi vì Tổng công ty Minh Bưởi chúng tôi hiện nay vẫn đang áp dụng hình thức trả lương theo sản phẩm, thì nếu mà năng suất của chúng tôi không tăng khoảng gấp đôi, thì chắc chắn chúng tôi sẽ gặp rất nhiều khó khăn cho cái việc mà bù đủ cái quỹ tiền lương cho người lao động. Dù phương án tăng lương tối thiểu vùng năm 2018 đã được quyết định và đang chờ trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định ban hành nghị định tăng lương tối thiểu vùng, song hiện vẫn có nhiều doanh nghiệp kiến nghị không tăng lương tối thiểu vào năm 2019. Và đại đa số các cái hiệp hội doanh nghiệp và doanh nghiệp có hoạt động sản xuất kinh doanh đều mong muốn là chưa nên điều chỉnh lương tối thiểu trong năm 2019 này để làm sao doanh nghiệp có điều kiện đầu tư nâng cao cái năng lực quản trị cũng như là đào tạo nâng cao tay nghề của người lao động và đổi mới thiết bị công nghệ để làm sao tăng được năng suất lao động và đáp ứng được cái yêu cầu của năng lực chi trả cũng như là năng lực cạnh tranh của chính doanh nghiệp trong cái bối cảnh mà chúng ta hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế khu vực và quốc tế. Không chỉ có doanh nghiệp trong nước, mới đây Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam JCCI cho hay, tương lai của các ngành công nghiệp may, giày dép và ngành sản xuất chế tạo nông nghiệp xuất khẩu tại Việt Nam sẽ bị ảnh hưởng lớn về chi phí lao động. Đại diện JCCI cũng đưa ra dẫn chứng về phiếu điều tra dành cho đối tượng doanh nghiệp Nhật Bản hoạt động tại châu Á. Theo đó, có tới 75,2% doanh nghiệp tại Việt Nam cho rằng tăng lương gây ảnh hưởng đến kinh tế. Mức lương tối thiểu hiện nay ở Việt Nam được coi là thách thức kinh doanh lớn nhất. Điều này có nguy cơ khiến doanh nghiệp cắt giảm lao động trong tương lai. Do đó, JCCI khuyến nghị hạn chế sự gia tăng của lương tối thiểu năm 2019 nhằm phục vụ phát triển công nghiệp phụ trợ, nâng cấp nền móng công nghiệp. Ghi nhận vừa rồi có thể thấy với mức tăng lương như trên, các doanh nghiệp đã chủ động nhiều nguồn để dành tăng lương cho năm 2019, như nhiều doanh nghiệp đã tăng cường nâng cao tay nghề của người lao động hay đẩy mạnh ứng dụng công nghệ để tăng năng suất lao động, tiết kiệm chi phí nhân công. Trước mức lương được điều chỉnh tăng qua các năm và tiếp tục được điều chỉnh tăng 5,3% trong năm 2019, nhiều doanh nghiệp đã đề ra các giải pháp để ổn định sản xuất, chuyên sản xuất các sản phẩm may mặc xuất khẩu. Với gần 1.000 người lao động, doanh nghiệp này cho biết doanh nghiệp đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ để tăng năng suất lao động, tiết kiệm chi phí nhân công. Để mà nâng cao cái năng suất lao động, giảm bớt được cái phụ thuộc vào cái nguồn mà nhân công giá rẻ, mà cái hiện nay cái nhân công giá rẻ đối với Việt Nam mình cũng không còn là lợi thế nữa, khi mà các cái lương tối thiểu rồi lương cơ sở cũng được tăng lên, các cái chi phí khác nó cũng làm tăng lên như chi phí về môi trường. Cho nên là Tổng công ty 28 phải đầu tư bằng cái cách tăng năng suất lao động trên đầu người bằng cái việc phải đầu tư các cái trang thiết bị và công nghệ hiện đại. Đó, ngoài cái việc thay thế dần những cái máy móc cũ của ngành dệt, của ngành may mà đã đầu tư cách đây trong khoảng 10 năm, 15 năm thì hiện nay chúng ta phải nâng cấp lên thành những cái thiết bị dệt may thế hệ mới.
cạnh chủ động đẩy mạnh ứng dụng công nghệ để tăng năng suất lao động, các doanh nghiệp cũng tăng cường nâng cao tay nghề người lao động, từ đó tăng chất lượng sản phẩm, tạo giá trị gia tăng cao, có nguồn dành tăng lương cho năm 2019. Đại diện doanh nghiệp này cho biết, để có nguồn dành tăng lương, doanh nghiệp tăng cường đào tạo, nâng cao tay nghề người lao động để tăng năng suất. Nếu như mà lấy bản thân cái doanh nghiệp của tôi để mà nói lên về cái vấn đề tăng lương này, thì cũng nằm trong cái chung của tất cả các doanh nghiệp khác. Tức là Minh Long Hưng ấy, trong mấy năm nay cũng đã sớm nhận ra vấn đề, cho nên là tập trung đầu tư rất là lớn cho hai cái nguồn lực. Thứ nhất là vấn đề vấn nhân sự, phải tổ chức đào tạo rất là tốn kém và tìm kiếm những cái nguồn nhân sự có những cái khả năng làm việc là theo cái hướng là phải năng động, làm việc là phải đa dạng công việc. Một người là làm rất là nhiều việc thì mình mới có thể điều chỉnh được cái vấn đề chi phí để làm sao mà giữ được cái giá thành cho sản phẩm. Sau khi những điều chỉnh về mức lương tối thiểu vùng năm 2019 được quyết định tăng 5,3%, không chỉ nâng cao tay nghề của người lao động hay đẩy mạnh ứng dụng công nghệ để có nguồn dành tăng lương, các doanh nghiệp cũng đa dạng hóa sản phẩm. Đại diện doanh nghiệp này cho biết, để có nguồn quỹ dành cho tăng lương, doanh nghiệp phải tăng giá sản phẩm. Nhưng thời gian qua, khách hàng không đồng ý điều chỉnh giá đối với các sản phẩm quen thuộc, có thiết kế cũ kỹ. Vì vậy, để có thể điều chỉnh giá sản phẩm, nâng cao giá trị gia tăng cho sản phẩm, từ đó có nguồn quỹ tăng lương, duy trì và phát triển sản xuất, doanh nghiệp đã đẩy mạnh đa dạng hóa sản phẩm, tạo ra những sản phẩm khác biệt, thiết kế lạ mắt. Bản thân doanh nghiệp của công ty của mình á, thì cũng phải có cái việc chuẩn bị, tại vì nói gì nói thì tại vì mình phải nuôi dưỡng cái lực lượng lao động của mình. Chỉ cái chi phí có tiền của mình thì chúng ta muốn hay không muốn thì chúng ta vẫn phải đảm bảo cái chi phí nó. Cho nên bản thân doanh nghiệp cũng đang có những hướng là tức là đa dạng hóa sản phẩm luôn. Tức là phải làm sao là phát triển theo những mặt hàng khác, những cái sản phẩm sử dụng nguyên liệu khác, không đơn thuần là sử dụng vấn đề dừa nữa. Tại thực sự cái dừa đó hiện nay cái thị trường cũng không lớn đó. Nó vẫn còn bó buộc trong một cái phạm vi nó thôi. Còn cho nên bây giờ công ty cũng định hướng lại là có vấn đề sẽ sản xuất ra những sản phẩm từ lục bình, từ cái rác gói để từ đó cho đa dạng hóa để cho không bị lệ thuộc. Cho nên thì chính về khách hàng thị trường cũng có thể mở rộng hơn. Theo các chuyên gia về nhân lực, việc tăng lương cho người lao động đảm bảo mức sống tối thiểu của người lao động là điều cần thiết. Tuy nhiên, nếu tăng lương cho người lao động mà không đồng thời với tăng năng suất và hiệu quả lao động, thì hiệu ứng sẽ đi ngược lại. Bởi khi doanh nghiệp kiệt quệ vì gánh nặng chi phí quá lớn, thì doanh nghiệp khó lòng tồn tại. Từ đó, nguy cơ mất việc của người lao động lại gia tăng. Vì vậy, cần tích cực chủ động để thích ứng, trong đó tập trung đẩy mạnh nhiều giải pháp để tăng năng suất lao động. Cụ thể, đại diện Trung tâm Dự báo Nhu cầu Nhân lực và Thông tin Thị trường Lao động TP.HCM cho biết, Trung tâm sẽ thực hiện nhiều giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nâng cao năng suất lao động, hỗ trợ doanh nghiệp trong bối cảnh hiện nay. Đang đặt ra vấn đề là cùng với việc tăng tiền lương thì phải dứt khoát, phải tăng lên các biện pháp để làm sao thúc đẩy cái năng suất lao động xã hội. Mà đặc biệt tại TP.HCM thì ngành lao động của chúng tôi cũng là một ngành được giao cái nhiệm vụ này. Và trong đó có Trung tâm Dự báo Nhân lực của chúng tôi cũng là một đơn vị cũng phải góp phần trong đây để dự báo các cái nhu cầu cần thiết của cái các ngành nghề phát triển, cái sự chuyển đổi của nghề nghiệp, cái sự chuyển đổi của các kỹ năng nghề để góp phần chúng ta đầu tư để chúng ta nâng cao cái chất. Thì chúng tôi đã tổ chức triển khai rất nhiều cái giải pháp để mà đổi mới nâng cao cái chất lượng hoạt động giáo dục nghề nghiệp. Mà một trong những cái giải pháp chúng tôi cho rằng đó là đột phá là làm thế nào để gắn kết cái giáo dục nghề nghiệp với doanh nghiệp và thị trường lao động và việc làm bền vững. Thế để làm được điều này thì có rất nhiều cái nội dung hoạt động cần phải triển khai. Trong đó cái hoạt động mà thí điểm cái mô hình đào tạo nghề gắn kết với doanh nghiệp. Cũng theo các chuyên gia, sự chủ động của doanh nghiệp là việc làm rất cần thiết trong bối cảnh hiện nay. Bởi nếu doanh nghiệp không tích cực chủ động cho sự gia tăng chi phí này thì doanh nghiệp sẽ khó lòng tồn tại. Đồng thời để lộ trình tăng lương tối thiểu vừa đảm bảo mục tiêu nâng cao đời sống của người lao động vừa không ảnh hưởng đến sức khỏe của doanh nghiệp, thì cần những giải pháp cải thiện năng suất lao động một cách đồng bộ từ nhiều phía, doanh nghiệp, cơ quan chức năng, các bộ ngành và cả chính người lao động. Vâng, thưa quý vị, hiện tại nhiều doanh nghiệp trên cả nước đã thực hiện cơ chế tính lương cho người lao động qua việc khoán theo năng suất và hiện tại thu nhập trung bình đã gấp 2 đến 3 lần mức lương tối thiểu vùng. Do đó, thời gian tới cần thúc đẩy cơ chế thương lượng tiền lương giữa người sử dụng lao động và người lao động. Đại diện doanh nghiệp này cho biết, hiện nay việc tăng lương cho người lao động là việc làm cần thiết bởi mức sống của phần đông người lao động vẫn còn rất thấp.
Cho nên bây giờ đặt ra cái vấn đề là tăng lương cho người lao động thì về ý nghĩa tăng lương là đúng. Bởi vì mức lương của người lao động bây giờ rất là thấp, cái cuộc sống rất là yếu, cái chất lượng cuộc sống rất là kém. Nhưng dù nói gì nói thì chúng ta phải thừa nhận một điều rằng là trước tiên chúng ta cũng phải thúc đẩy cái tăng tiền lương lên. Thì khi chúng ta tăng tiền lương lên thì mới đảm bảo cho người lao động chúng ta ít nhất là tái sản xuất sức lao động đủ sức khỏe để mà có thể đảm đương, nhất là cái lực lượng lao động phổ thông, lực lượng công nhân lao động của chúng ta chiếm đại bộ phận và mức lương rất là thấp, nhưng họ lại đang chiếm trong nhiều vị trí đang làm ra của cải vật chất của xã hội. Tuy nhiên, theo các doanh nghiệp, hiện hầu hết doanh nghiệp trả lương cho người lao động theo năng suất và hiện tại thu nhập trung bình đã gấp 2 đến 3 lần. Vì vậy, để hài hòa lợi ích cho doanh nghiệp và người lao động, khi lương tối thiểu năm 2019 được điều chỉnh tăng, hiện nay doanh nghiệp đang áp dụng cơ chế thương lượng tiền lương giữa người sử dụng lao động và người lao động. Cái mức lương trả theo cái công việc và cái hiệu quả người lao động ấy, là trước hết đã đảm bảo cái tính đúng quy luật của thị trường, làm nhiều hưởng nhiều, làm ít hưởng ít. Và đấy chính là cái động lực của kinh tế thị trường và cũng là động lực để cho người lao động. Và người lao động phải có sự nỗ lực, cố gắng nếu có muốn được một cái thu nhập cao. Theo ghi nhận của chúng tôi, trước thông tin lương tối thiểu được điều chỉnh tăng trong năm 2019, người lao động cũng cho biết hiện người lao động đang được trả lương theo năng suất lao động, nên để tạo động lực cũng như thúc đẩy năng suất lao động, việc thúc đẩy cơ chế thương lượng tiền lương giữa doanh nghiệp và người lao động cũng là mong muốn của phần lớn người lao động hiện nay. Để muốn mức lương của người lao động cải thiện hơn thì mình sẽ phải tăng theo năng suất theo sản phẩm mình làm thôi. Tăng chất lượng sản phẩm lên, tăng thời gian làm việc, tăng chất lượng máy móc thì để công nhân làm việc dễ dàng hơn, tăng năng suất hơn. Theo báo cáo của VERB cho biết, trong giai đoạn 2004-2015, năng suất lao động của Việt Nam tăng đáng kể với mức tăng trung bình đạt 4,4. Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng bình quân của lương là 5,8%, vượt tốc độ tăng năng suất lao động. Theo tính toán từ Bộ Số liệu Điều tra của Doanh nghiệp, trong giai đoạn 2004-2009, lương trung bình tăng chậm hơn năng suất lao động. Tuy nhiên, từ năm 2009, tốc độ tăng lương trung bình vượt tốc độ tăng năng suất lao động. Tạo ra nhiều cái giá trị. Thì rõ ràng chúng ta mới thấy một điều là cái năng suất lao động chúng ta hiện nay là thấp. Năng suất lao động ta thấp. Các nhà tính toán về tiền lương họ cũng thừa nhận một điều là cái tốc độ tăng tiền lương nhanh hơn tốc độ tăng năng suất lao động. Vì vậy, khi mức lương tăng cần đồng hành với các giải pháp tăng năng suất lao động. Toán mà người sử dụng lao động thì họ quan tâm đến năng suất. Mà năng suất tăng họ tăng cái B lên. Còn cái A nó không ý nghĩa gì cả. Đó. Nhưng mà anh tăng cái A thì người ta sẽ giảm cái B đi. Vì cái B đó là cái thưởng mà, cái đó nó phụ thuộc vào năng suất mà, đó là mình phải quan tâm nhiều cái đó. Nhưng bản thân là cái chuyện anh tăng rất nhiều mà anh không có huấn luyện, anh không đào tạo, anh không tạo ra năng suất thì đó là cái tính không tích cực. Thúc đẩy cơ chế thương lượng tiền lương giữa doanh nghiệp và người lao động, tạo động lực cho người lao động làm việc, đồng thời cũng làm hài hòa lợi ích giữa doanh nghiệp và người lao động khi lương tối thiểu vùng 2019 được điều chỉnh tăng. Đến đây thì chương trình Tiêu điểm Kinh tế của chúng tôi cũng xin được khép lại. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Quý vị có thể xem trực tuyến hoặc xem lại chương trình trên website vtv.vn hoặc cập nhật thông tin qua Facebook của kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VTV. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.